Hiện tại đội ngũ kỹ thuật JICA Audio chúng em đang ở đường Trung Lực, phường Đăng Lâm, thành phố Hải Phòng. Đang đi tìm ngõ 229 nhà số 10 của chị Nhung để đến lắp đặt cho chị cái bộ dàn combo âm thanh. Thì mời các bác cùng đón chờ nhé. Vâng, thì đây là quang cảnh của nhà chị Nhung đây ạ. Một căn nhà hết sức là sang trọng. Đấy, khu vực đây chúng em chuẩn bị thiết kế dàn âm thanh đấy ạ. Đây là chị Nhung. Còn đây là kỹ thuật viên Đức Thọ của bên em. Đây một mình. Một mình ở cái cơ hội rộng quá. Vâng. Đó là một mình thôi ông bà. Chị chia sẻ bí kíp làm sao mà chị giàu như vậy? Giàu đó, đây đây. Cái nhà bên cạnh nó giống như ấy. Không, mình không nên so sánh với hàng xóm. Em chỉ hỏi bí kíp để em thôi. Lắp đặt thôi. Nhanh không? Vâng, và chúng em chuẩn bị bê cái bộ combo dàn thanh xuống để chuẩn bị vào lắp đặt cho chị. Kỹ thuật viên Đức Thọ bên em đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước khi cho cái bộ dàn cấu hình này sẽ vào hoạt động. Rất nhiều các bác hàng xóm họ hàng đến xem cái bộ dàn của chị Nhung. Đó là linh hồn của bộ dàn, đó là đẩy liền vang X2 Pro DSC và cắm mic VK31 để hát karaoke. Chị có sử dụng cặp loa chính, đó là cặp loa G4000 và kết hợp với loa siêu trầm S1200 Pro. Thì mời các bác trải nghiệm cái sất âm trên cái bộ dàn của mình này. Kỹ thuật viên bên em đang hướng dẫn chị cách sử dụng bộ dàn. Âm lượng của nó, khi mà khởi động của nó
10 bé. Khi mà chị vẫn mắc thì em cài đặt cho chị những âm lượng, một khi mà tránh tình trạng như thằng trẻ con như vậy, nó kiểu trẻ con nó lên nó động phạm quá lên nó quá không được đấy, em giới hạn như vậy lắm. Ở thành phố Hải Phòng thì hôm nay là anh em Zika chúng em đã đến set up cho chị, thì chị có thể chia sẻ là chị biết đến Zika lâu chưa nhỉ? Chị cũng theo dõi bên Zika nhiều. Dạ vâng. Chị nghe thử chất âm thì chị thấy thế nào? Chị đã biết thành Zika lâu chưa nhỉ? Lâu lâu rồi. Dạ. Em ra mặt Zika cảm ơn chị. Gần đây có những anh em nào yêu mến bộ đàn này thì... Dạ vâng.